Nam Bắc phân tranh, Trịnh Nguyễn hai nhà vốn là anh em, lại trợ giao chém giết nhau. Đó là nỗi đau lớn nhất của đời cha. Cha yên tâm, đây sẽ là trận chiến cuối cùng. Sơn Hà sẽ thống nhất, anh em sẽ đoàn tụ, muôn dân an hưởng thái bình. Đến tuổi này, ngài nên nghỉ ngơi, mọi việc cứ để đám hậu bối lo liệu. Cơ nghiệp của Tiên Chúa triệu nặng trên vai, ta quả thật không thể đặt xuống được nữa rồi. Nếu có ngài Vương Trịnh phá được Lũy Thầy, bà có đầu hàng để được quay về bản quán, đoàn tụ với gia đình không? Ở đâu cũng là nước Việt, cũng đều là quê hương. Dân đen tụi tôi chỉ cầu cơm no áo ấm, không còn chiến tranh chém giết. Người nào cai trị cũng đều như nhau. 1600, sau 8 năm trợ giúp Trịnh Tùng diệt mạc, Nguyễn Hoàng đem hết binh thuyền quay trở về Thuận Hóa, chính thức rạch đôi Sơn Hà với chúa Trịnh. Do tiềm lực kinh tế, dân số và quân sự của đàn trong thua xa đàn ngoài. Nhằm bảo vệ chính quyền còn non trẻ, năm 1630, chúa Nguyễn Phúc Nguyên cử Đào Duy Từ thiết kế và chỉ đạo xây dựng một hệ thống phòng thủ quanh sông Nhật Lệ, tục gọi là Lũy Thầy, bao gồm Lũy Trấn Ninh, Lũy Trường Sa và Lũy Trường Dục. Nhờ công trình này, các đời chúa Nguyễn đã giữ vững được cơ đồ trong suốt gần 50 năm giao tranh với chúa Trịnh ở đàng ngoài. Đến năm 1672, đại nguyên soái Tây Vương Trịnh Đạt thân chinh Nam Hạ, giao cho con trai trưởng là tiết chế Thái Quý Nghi Quốc công Trịnh Căn thống lĩnh 10 vạn đại quân, quyết một trận thống nhất Sơn Hà. Mới 3 ngày mà đã thiệt hại hết 3.000 quân, thương vong quá nhiều, quân sĩ đều núng lòng. Lũy Trấn Ninh là đoạn vững chắc và tập trung hỏa lực tốt nhất của địch. Chúng ta nên chọn điểm yếu hơn mà đánh để giảm thương vong. Nhà ngươi có 3 tội đáng chém. Thứ nhất, mang họ chúa nhưng lại bất tài. Thứ hai, thích an nhàn mà trốn tránh việc trong gai. Thứ ba, ỷ có chúa che chở nên chểnh mảng việc quân, khiến lương thảo chậm mất nửa ngày. Đây sẽ là trận chiến chấm dứt mọi trận chiến. Trận chiến này sẽ thống nhất giang sơn của Tổ Tông. Trận chiến này sẽ vang danh trong sử sách. Yeah! Quân Trịnh sĩ khí lên cao, liều chết tấn công vào Trấn Ninh. Chiêu Vũ Hầu Nguyễn Hữu Dực đem quân đến cứu viện thì phát hiện lũy đã bị phá đến hơn 30 trượng. Ông lệnh cho binh sĩ gánh đất đắp lại, lấy ván thuyền gia cố. Chỉ sau một đêm, lũy lại vững như bàn thạch. Diều lửa xuất trận. Thần lòng phá núi. Cung thủ vào vị trí, xả tiễn. Chuẩn bị pháo. Bắn. Giữ vững chiến tuyến. Tướng quân, người có sao không? Tướng quân trúng mạnh trái rồi. Quần Linh bảo vệ tướng quân. Chán cái cảnh ngồi không đợi chờ này quá rồi. Chuyện đâu còn có đó. Đánh trận chứ có phải đi chơi đâu. Quái quỷ, điệu này chưa kịp ra trận là chiến tàn. Ai về nhà nấy. Thời cơ chưa đến, kiên nhẫn chút đi. Hai tên này đào ngũ bị lính Tùng bắt lại, phải xử theo quân pháp. Đằng nào cũng chết, tôi thà bị chém một nhát cho đỡ đau đớn. Phải, dù sao chúng tôi cũng không còn sức mà chiến đấu nữa. Chết thì chết, chỉ đáng tiếc vì xung đột giữa các bên mà dân đen phải bỏ mạng oan uổng. Đúng đó, thật bất công. Kẻ nào sợ chết có thể rời đi, có giữ lại cũng chỉ là gánh nặng của quân. Lão già 70 như ta còn không sợ chết, kẻ nào các ngươi lại sợ? Kẻ nào có gan ở lại chiến đấu cùng ta? Nếu Lũy Thầy sắp đổ, đàn trong sẽ chìm trong biển lửa, công nghiệp trăm năm khai phá của tổ tiên tan thành cát bụi. Nhà cửa không còn, vợ con ly tan. Các người nhẫn tâm để điều đó xảy ra sao? Hãy chiến đấu đi, kề da sát cánh với lão già đây. Hãy chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Phải đợi đến chừng nào? lại là quỷ kế của lão già Hữu Dực. Mau cứu viện! Trịnh Căn dẫn quân cứu viện đến thì doanh trại đã chìm trong biển lửa, kho lương bị thiêu rụi, xác chết chồng chất. Đội cảm tử quân do Nguyễn Hữu Cảnh chỉ huy thiệt hại hơn phân nửa, còn lại đều bị bắt sống. Quên được, Trịnh Căn muốn ta đích thân đích doanh để nghị hòa. Dân, ngài phải đích thân đến, tiết chế mới đồng ý thả tù binh. Nếu ta không đến thì sao? Quân lương của chúng tôi đã bị ngài đốt hết. 500 tù binh kia, e là chúng tôi không thể nuôi nổi. Yêu binh như con, ngài quả là người có tấm lòng Bồ Tát. Chúng ta đã kình địch nhau gần 20 năm, có thể xem như là tri kỷ. Tri kỷ đã mời, hà cái gì ta lại không đến? Ngài đồng ý để ta an toàn lui binh sao? Lão già rồi, không thể đuổi theo ngài nổi nữa. Thả hổ về rừng, ngài không sợ sau này ta lại cháy quân Nam Hạ sao? Binh đến thì tướng chặn, nước lên thì tất ngăn. Ta không sợ. Tốt, uống xong bát rượu này, xem như hai đàn hòa nhau. Từ đây, nước sông không phạm nước giếng. Đã hơn 40 năm chiến tranh, cũng đã đến lúc ngừng tay, tránh nhọc sức dân. Đây buông gươm lùi bước, biết ăn nói sao với những binh sĩ đã hy sinh. Họ đã tin tưởng ta mà lao đầu vào tử địa. Ta không cam tâm. Giang cờ đã tàn, chúng ta chẳng thể thay đổi ý trời. Thân là kẻ mang mệnh đế vương, há là dễ dàng cúi đầu trước số phận. Ý trời, ý trời hẳn phải thuận theo ta. Chuẩn bị pháo, bắn! Quân Trịnh đến rồi! Quân Trịnh đến rồi! Quân Trịnh đến rồi! Chạy đi! Chạy đi! Chạy đi! Ý trời quả nhiên thuận theo ta. Hữu Dực đã trúng kế rồi. Mau rút binh! Ta thua rồi. Bạn ta ngày cứ lấy, nhưng xin tha cho binh lính một con đường sống. Họ vô tội. Đức cười, nếu cứ đánh thua đầu hàng rồi được tha, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho dạng binh đã bỏ mạng quan uổng? Trịnh Căn, ngài nên nhớ, chính ngài là kẻ đã gây chiến trước, chính ngài là kẻ đã theo đuổi chiến tranh đến cùng. Ngài không có quyền ngã giá ở đây. Cuối cùng, giai đoạn phân tranh ác liệt suốt gần 50 năm giữa đàn trong và đàn ngoài đã kết thúc. Đại Việt có thêm khoảng 100 năm an hưởng thái bình trước khi một trận cuồng phong khác nổi lên, cuốn bay tất cả.